Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Thế Giới Nghiêng. Tờ Tân Hoa Xã hôm 1 tháng 8 cho biết 30 người thiệt mạng kể từ khi bão Gaemi đổ bộ và tấn công tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. Mưa lớn đã ảnh hưởng đến hơn 1,2 triệu cư dân ở tỉnh Hồ Nam. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, tại thành phố Tư Hưng, 30 người được xác nhận đã thiệt mạng và 35 người khác vẫn mất tích sau tác động của bão Gaemi. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp độ 2, mức cao thứ 2 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp tại tỉnh Hồ Nam, trong bối cảnh lũ lụt tiếp tục hoành hành tại khu vực này. Trận mưa xối xả chưa từng có do bão Gaemi gây ra trong vài ngày qua cũng nhấn chìm hơn 100.000 hectare đất nông nghiệp trong tỉnh. Theo Tân Hoa Xã, các tuyến đường và cơ sở liên lạc bị lũ lụt tàn phá ở thành phố Tư Hưng hiện được sửa chữa và khôi phục. Công tác tìm kiếm và cứu nạn những người mất tích vẫn đang được tiếp tục. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã trực tiếp thị sát vùng lũ lụt tại Sâm Châu, thuộc tỉnh Hồ Nam, đồng thời kêu gọi lực lượng chức năng nỗ lực hết mình để đảm bảo công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai hiệu quả, cũng như bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Theo bản tin của Tân Hoa Xã, các lực lượng vẫn đang làm việc một cách khẩn trương và có trật tự ở tuyến đầu và sẽ nỗ lực hết sức để tìm kiếm, giải cứu những người mất tích và làm hết sức trong công tác cứu trợ thiên tai theo yêu cầu, không để mất đi bất kỳ tia hy vọng nào. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc cho biết họ sẽ phối hợp các sở ban ngành liên quan để tiếp tục tăng cường nỗ lực cứu trợ thiên tai và hỗ trợ chính quyền địa phương đảm bảo nhu cầu sống cơ bản cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo sẽ có thêm 2 hoặc 3 cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc vào tháng 8 và có khả năng ảnh hưởng đến bờ biển phía Nam và phía Đông nước này. Trước đó, bão Gaemi đã gây ra nhiều thiệt hại khi di chuyển qua Philippines và đảo Đài Loan vào tuần trước. Nó cũng đổ bộ vào các tỉnh Phúc Kiến và Giang Tây của Trung Quốc trước khi di chuyển vào đất liền để tấn công tỉnh Hồ Nam. Kể từ khi cơn bão mạnh Gaemi tấn công Trung Quốc vào những ngày cuối tháng 7 của năm 2024, nhưng báo chí, truyền thông Trung Quốc vẫn liên tục thông tin về nó. Đó là bởi tàn dư của cơn bão gây mưa lớn và lũ lụt có tác động quá lớn đối với nhiều khu vực của Trung Quốc. Phần lớn Trung Quốc đang phải vật lộn với mưa lớn và lũ lụt bủa vây trong những tuần gần đây. 15 tỉnh của nước này hiện đang trong tình trạng báo động khẩn cấp trong một mùa mưa bão khắc nghiệt chỉ mới bắt đầu, South China Morning Post thông tin. Theo cập nhật mới nhất của Tân Hoa Xã, 87 con sông ở 7 tỉnh gồm Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Quảng Đông và khu tự trị Nội Mông ở miền Bắc Trung Quốc đã báo cáo mực nước dâng cao khiến chính quyền phải ban hành cảnh báo. Chưa hết, mưa lớn liên tục hậu bão Gaemi ở tỉnh Hồ Nam miền Trung Trung Quốc đã gây ra 3 vụ vỡ đê sông trong vòng chưa đầy 20 giờ và buộc hàng nghìn người dân phải sơ tán khi mực nước đạt mức kỷ lục. Tiếp đó vào ngày 28 tháng 7, nước lũ đã tràn vào 2 con đê khác trên sông Tương, con sông lớn nhất ở tỉnh Hồ Nam, buộc hơn 4.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Tờ Nhân dân Nhật Báo Trung Quốc cho biết thêm rằng mưa lớn liên tục do cơn bão nhiệt đới mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong năm 2024 Gaemi đã ảnh hưởng đến gần 90.000 người, làm hư hại khoảng 1.400 ngôi nhà và phá hủy khoảng 1.300 con đường ở Tư Hưng, Hồ Nam. Tại thành phố Hành Dương, Hồ Nam, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương sau khi một trận lở đất nghiêm trọng do mưa lớn gây ra. Trong khi đó, các cơ quan kiểm soát lũ lụt ở Lâm Giang, một thành phố thuộc tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc, đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp độ 1, cấp độ cảnh báo cao nhất và kêu gọi người dân sơ tán khỏi tầng trệt và tầng 1 của các ngôi nhà. South China Morning Post thông tin, đứng trước những hậu quả tàn khốc từ bão lũ, cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đã cấp 500 triệu nhân dân tệ, tương đương 69 triệu đô la Mỹ tiền tài trợ khẩn cấp cho các nỗ lực phục hồi ở các tỉnh Hồ Nam, Hà Nam, Tứ Xuyên và Thiểm Tây và cứu trợ hậu bão ở tỉnh Phúc Kiến. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin, Bộ Tài chính nước này đã dành riêng 238 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 33 triệu đô la Mỹ cho công tác phòng chống thiên tai và viện trợ nông nghiệp. Theo tính toán của Reuters, Trung Quốc đã giải ngân quỹ cứu trợ thiên tai ít nhất là 6,9 tỷ nhân dân tệ, tương đương 951 triệu đô la Mỹ để khắc phục hậu quả hậu bão Gaemi. Cục Khí tượng Trung Quốc CMA cho biết, mùa lũ và lượng mưa lớn dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 8 năm 2024 khi hoạt động của bão nhiệt đới dự kiến sẽ tăng lên. CMA cũng cảnh báo về tác động tiềm tàng của lượng mưa lớn đến sản lượng ngũ cốc mùa thu ở Đông Bắc Trung Quốc, một trong những vùng sản xuất ngũ cốc chính của nước này. Tân Hoa Xã cho biết, 2 ngày mưa liên tục do bão đã làm mực nước sông Tương dâng cao báo động, gây lũ lụt mức kỷ lục ở một số khu vực. Điều đáng nói là sông Tương là một nhánh chính của sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc, nơi có đập thủy điện lớn nhất thế giới, đập Tam Hiệp chắn qua. Cục Khí tượng Trung Quốc CMA đã từng đưa ra cảnh báo ngay từ đầu tháng 7 năm 2024 rằng lũ lụt nghiêm trọng dự kiến sẽ xảy ra ở trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử và các con sông khác. Vượt trên dự báo, những trận mưa như trút hồi cuối tháng 7 đã giáng xuống thượng lưu sông Dương Tử, khiến cho lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp tăng lên 43.000 mét khối trên giây. Để đối phó với tình hình này, đập Tam Hiệp buộc phải xả lũ. Có thời điểm đập Tam Hiệp mở 11 cửa để xả lũ. Điều này tất nhiên khiến cho mực nước sông Dương Tử ở vùng hạ lưu dâng lên cao. Cách đây tròn 30 năm, khi đập Tam Hiệp chính thức được động thổ, một trong những mục đích trọng yếu nhất mà các nhà hoạch định đưa ra chính là để chế ngự con sông dài nhất châu Á, Dương Tử, nhằm bảo vệ hàng triệu người khỏi lũ lụt thảm khốc mỗi khi mùa mưa bão diễn ra. Tuy nhiên, đập Tam Hiệp đang đối mặt với hai vấn đề lớn. Thứ nhất, đập Tam Hiệp hiện đang tích tụ 1,8 tỷ tấn trầm tích sau 18 năm vận hành. Quá trình này tăng lên với tốc độ 100 triệu tấn trầm tích mỗi năm. Vì sao quá trình bồi lắng lại có thể gây lũ lụt? Đó là vì khi trầm tích tăng lên thì dung tích hữu ích của hồ chứa của đập Tam Hiệp sẽ giảm đi. Điều này sẽ làm suy giảm khả năng điều tiết nước của hồ chứa, ảnh hưởng đến quá trình kiểm soát lũ của hồ. Hậu quả là sẽ làm tăng nguy cơ ngập lụt ở vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử, vốn là vùng đông dân cư và tập trung phát triển kinh tế. Thứ hai, sách xanh về biến đổi khí hậu của Trung Quốc năm 2024 do CMA công bố cho biết, do xu hướng nóng lên toàn cầu vẫn đang tiếp diễn, Trung Quốc sẽ hứng chịu nhiều trận mưa cực đoan hơn nữa trong tương lai. Cả hai vấn đề này diễn ra cùng một lúc khiến cho vai trò của đập Tam Hiệp trong sứ mệnh chế ngự sông Dương Tử đang gặp khó. Giải pháp trước mắt chính là xả lũ. Đến đây, Trung Quốc lại đối mặt với bài toán nan giải khác. Nếu không xả lũ, nguy cơ vỡ đập là rất lớn, ảnh hưởng đến hàng triệu người dân vùng thượng du. Nhưng khi xả lũ, người dân hạ du sông Dương Tử lại phải gánh chịu hậu quả. Đập Tam Hiệp phải chăng đang một cổ hai tròng? Siêu đập của người Trung Quốc chưa bao giờ đứng trước thử thách lớn như thế trong bối cảnh nóng lên toàn cầu, biến đổi khí hậu diễn ra mạnh mẽ như hiện nay. Trung Quốc đang vật lộn ứng phó với giai đoạn lũ lụt quan trọng trong năm kéo dài từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, theo China Daily. Theo Ủy ban Bảo tồn sông Hoàng Hà, trực thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, sông Hoàng Hà, con sông dài thứ hai của Trung Quốc, đã báo cáo đợt lũ đầu tiên trong năm tại thượng nguồn ở tỉnh Thanh Hải từ sáng 29 tháng 7. CCTV đưa tin, do mưa lớn liên tục, lưu lượng nước tại trạm Thủy Văn Tangan 2 Hoàng Hà đạt hơn 2.500 mét khối trên giây vào lúc 9 giờ 36 phút ngày 29 tháng 7 và vẫn đang tiếp tục tăng. Dựa theo tiêu chuẩn lũ ở Trung Quốc, với mực nước này, sông Hoàng Hà đã đón trận lũ đầu tiên của năm 2024. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cử một nhóm công tác đến Thanh Hải để hướng dẫn công tác phòng chống lũ lụt. Với chiều dài hơn 5.400 km, Hoàng Hà là con sông dài thứ hai của Trung Quốc. Lưu vực sông Hoàng Hà rộng khoảng 750.000 km2 là lưu vực lớn thứ ba ở Trung Quốc. Con sông này được gọi là Hoàng Hà vì nước mang theo phù sa với màu vàng nâu. Hoàng Hà được mệnh danh là sông mẹ, giúp bồi đắp những vùng đất màu mỡ cho canh tác ở Trung Quốc. Lưu vực sông được xem là nơi khai sinh của nền văn minh Trung Hoa cổ đại, là trung tâm của hàng nghìn năm lịch sử Trung Quốc. Trong hàng nghìn năm, người Trung Quốc đã bắt tay vào các dự án thủy lợi lớn ở sông Hoàng Hà, bao gồm cả các đập thủy điện trong thời hiện đại. Lưu vực sông Hoàng Hà là nơi sinh sống của lượng lớn dân cư Trung Quốc và nhiều thành phố cổ nhất của Trung Quốc nằm dọc theo con sông này. Cũng liên quan tới thời tiết ở Trung Quốc, Tân Hoa Xã ngày 31 tháng 7 dẫn thông tin từ giới chức tỉnh Hồ Nam cho biết, mưa lớn đã ảnh hưởng tới 1,15 triệu người tại tỉnh miền Trung Trung Quốc kể từ ngày 26 tháng 7, gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 6,13 tỷ nhân dân tệ, khoảng 859,75 triệu đô la Mỹ. Những trận mưa lớn do bão số 3 Gaemi buộc 95.000 người tại tỉnh Hồ Nam phải sơ tán, trong đó 49.800 người cần cứu trợ khẩn cấp. Theo số liệu thống kê sơ bộ từ trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán địa phương, những trận mưa như trút nước cũng đã tàn phá 107.500 ha cây trồng, trong đó 17.100 ha bị mất trắng hoàn toàn.